Xin chào quý vị và các bạn, mình Đức Minh bên công ty Nhôm Đúc Nam Định. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu cổng nhôm đúc dành cho biệt thự rất là được ưa chuộng năm 2021. Đây là một cái mẫu cổng Buckingham mà công ty chúng tôi đã hoàn thiện là ngày hôm qua đây. Là những cái ni lông bọc sản phẩm của chúng tôi là vẫn được giữ nguyên. Tôi sẽ quay từ trong ra ngoài để các bạn dễ hình dung. Đấy. Các cái họa tiết hoa văn rất là sắc nét được công ty chúng tôi thiết kế 3D. Ở giữa cánh cổng là chúng tôi lấy cái biểu tượng sư tử và ngựa được bao quanh bởi hai cái cành cọ này. Sản phẩm đây là hai cái cành cọ. Đây là cái mẫu cổng là rất được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Một mẫu cổng như thế này thường thường là có giá dao động từ 8 cho đến 9 triệu trên 1 m², tùy theo cái kích thước khác nhau hay là có những cái họa tiết nó có thay đổi khác nhau thì là nó sẽ dẫn đến cái giá thành nó có thay đổi đi một chút, nhưng cơ bản là nó nằm trong cái khung giá đó. Và đây là cái độ dày của cái cánh cổng. Đây, cái độ dày này là 6 cm các bạn ạ. Đấy. Và đây là phần tay nắm cổng được chúng tôi đúc nguyên khối. Phía phần bên dưới đây là cối bi xoay. Đây là cối bi xoay các bạn này. Đấy, đây cối bi xoay. Cái phần bên trên được chúng tôi gia cố vào trong tâm của trụ và cũng là một cối bi treo. Thế đây là cái phần cánh đại bàng, các bạn có nhìn chưa? Đấy, cánh đại bàng. Một bộ cổng như thế này nó có cái khối lượng tầm khoảng là 5 tạ, nhưng mà khi mà được lắp bằng các cái cối bi thì nó mở rất là nhẹ nhàng. Đây các bạn thấy không? Đây tôi lấy cái tay tôi kéo rất nhẹ nhàng. Đấy. Do là được thiết kế nằm trên cối bi. Đây các bạn thấy không? Tôi hơi đẩy nó đung đưa đấy, đấy. Thấy chưa? Đấy. Rất nhẹ. Nếu quý vị các bạn có nhu cầu làm một cổng nhôm đúc thì hãy liên hệ với công ty Nhôm Đúc Nam Định theo số điện thoại là 0946 266 860 thì chúng tôi sẽ lên thiết kế hoàn toàn miễn phí cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được những mẫu cổng đẹp nhất và có những cái giá mới nhất dành cho quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn.